Đây là những âm thanh quen thuộc khi đến với làng nghề mộc Ngọc Than, Quốc Oai, Hà Nội. Những người thợ trẻ ngày đêm tất bật để kịp hoàn thành những đơn hàng ngay cả trong thời gian dịch bệnh. Trong đó, phần nhiều là những bức hoành phi câu đối, tượng thờ với đường nét tinh xảo, hoa văn cầu kỳ, mềm mại. Làng nghề mộc thôn Ngọc Than là một làng nghề truyền thống đã được nhà nước phong tặng 2003 và đang có 3 nghệ nhân và có một số thợ giỏi kế cận với nghệ nhân khoảng 30-40 thợ giỏi. Tất cả các nghệ nhân thì nói chung là đóng góp rất là tốt, gìn giữ cái văn hóa và sáng tạo những cái tinh hoa tốt. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Ngọc Than, gắn bó từ nhỏ với nghề mộc truyền thống, lại đam mê với hoa văn trong các ngôi đình chùa, nghệ nhân Nguyễn Bá Nghĩa đã quyết định đi xa, dành nhiều năm theo học kỹ thuật nghề mộc của Đài Loan và Nhật Bản. Trong quá trình khoảng 3 năm đó thì chúng tôi đã kết hợp giữa những cái nét hiện đại to lớn của Nhật Bản và Đài Loan để ứng dụng vào tượng ở Việt Nam, nhằm mục đích là cho cái độ cầu kỳ, sắc nét và vẫn giữ được cái nét truyền thống đặc trưng của tượng Việt Nam mình, rất là hiền hòa. Với kỹ thuật học được, cùng kinh nghiệm ông cha truyền lại, anh Nghĩa đã tạo nên những bức tượng tinh xảo, uyển chuyển, thần diện hài hòa. Với anh, tạc tượng bên cạnh kỹ thuật, người thợ còn cần có kiến thức Phật học, nghiên cứu điển tích và giữ tâm thanh tịnh thì mới đủ duyên. Khi làm tượng mà để đưa vào các ngôi chùa để thờ thì người thợ luôn luôn là có một tâm trạng là thanh tịnh, tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái. Và đặc biệt là nếu những người có duyên quang hoặc là có những kỹ năng và kiến thức sâu thì những cái thần thái và những cái thanh tịnh của mình cũng được truyền vào những cái pho tượng trước khi được đưa lên đình chùa thờ. 25 năm làm nghề, anh Nghĩa không chỉ xây dựng thương hiệu cá nhân mà còn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển chung của làng nghề bằng việc tham gia đào tạo truyền nghề cho đội ngũ kế cận. Nhờ sự chuyên nghiệp trong công việc, am hiểu về văn hóa của những người thợ làng nghề mộc Ngọc Than mà ngày càng có nhiều sản phẩm đến được với bạn bè quốc tế, góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt.